Ở cái app này thì nó cho mình thứ nhất là điều khiển cho máy lọc từ xa. Mình có thể sử dụng cho trường hợp máy đặt trong phòng ngủ. Linh ví dụ như là khi mà chúng ta đi làm thì mình hoàn toàn có thể điều khiển từ xa chiếc máy này để nó ở nhà, nó sẽ lọc sạch không khí trong phòng trước. Khi mà chúng ta về đến nhà là đã có ngay một bầu không khí trong lành sạch sẽ rồi. Mấy thứ nhỏ gọn nhưng là hiện đại thì thường nó làm cho chúng ta cảm giác hứng thú hơn rất là nhiều. Thuộc series 600i thì chiếc máy lọc không khí của Philips nó mang đến cho mình sự tiện dụng không chỉ ở việc là nó có một hình dáng khá là nhỏ gọn mà còn ở chỗ chúng ta có thể điều khiển nó từ xa thông qua app được nữa. Nó khá là hay. Bây giờ thì các bạn hãy cùng với Linh tìm hiểu nhiều hơn nữa về chiếc máy lọc không khí này nha. Đây sẽ là một chiếc máy lọc không khí phù hợp cho mọi người để bàn làm việc hoặc là bàn phòng ngủ. Tại vì là ngoài phạm vi lọc tốt của máy là 39m² ra thì cái chiều cao của nó cũng chỉ tầm 34cm thôi mọi người. Và cái phần chiều rộng này mọi người nhìn thì nó cũng không có chiếm chỗ là bao, đúng không? Vỏ máy là nhựa nhám cộng thêm việc màu trắng nữa cho nên là sẽ dễ bám dơ nha. Chúng ta lưu ý vệ sinh thêm trong lúc sử dụng nha. Máy này thì chúng ta điều khiển rất là đơn giản chỉ với hai nút nhấn thôi. Một đó chính là nút nhấn cơ, nó nằm ở phía sau thân máy dùng để bật tắt máy. Và thứ hai là cái nút nhấn cảm ứng nó nằm ở phía trên này, chúng ta dùng nó để điều chỉnh tốc độ. Và ở đây thì mình sẽ có 3 tốc độ nha, là trung bình, turbo và ngủ. Màn hình hiển thị ở trên đầu máy này thì nó cũng không có hiển thị gì nhiều ngoài việc là ba cái dấu chấm tương ứng với 3 chế độ, và tùy theo từng chế độ mà đèn LED nó sẽ có độ sáng tăng dần. Cùng với đó là biểu tượng báo thay bộ lọc và biểu tượng wifi. Khi mà chúng ta dùng bình thường thì thực ra nhiêu đây cũng đã đủ rồi mọi người. Nó đỡ rườm rà, nó ít phức tạp. Còn trường hợp nếu như mà chúng ta muốn hiện đại hơn, muốn nhiều hơn nữa thì mình có thể điều khiển chiếc máy này thông qua app AirPlus của Philips nhé. Ở cái app này thì nó cho mình thứ nhất là điều khiển cho máy lọc từ xa. Mình có thể sử dụng cho trường hợp máy đặt trong phòng ngủ. Linh ví dụ như là khi mà chúng ta đi làm thì mình hoàn toàn có thể điều khiển từ xa chiếc máy này để nó ở nhà, nó sẽ lọc sạch không khí trong phòng trước. Khi mà chúng ta về đến nhà là đã có ngay một bầu không khí trong lành sạch sẽ rồi. Thứ hai nữa là mặc dù nó không có hẹn giờ nha, tuy nhiên nó có cho mình lên lịch làm việc ở trong app. Thành ra là mọi người có thể lên lịch sẵn kiểu như là tùy theo thói quen sinh hoạt của mình mà cho máy lọc phù hợp nhé. Thứ ba là mặc dù ở trên máy này nó có hiển thị báo thay bộ lọc, tuy nhiên là ở trong app thì nó sẽ chi tiết hơn cho mọi người khi mà nó cho mình biết luôn là bộ lọc còn sạch bao nhiêu phần trăm để chúng ta có thể vệ sinh mạng lọc thô hoặc là mình chuẩn bị mua bộ lọc Nano Protect HEPA mới để cho quá trình lọc của mình nó không có bị gián đoạn. App sử dụng tiếng Việt lại cài đặt dễ dàng nữa cho nên khuyến khích là mọi người cứ cài đặt app để tiện theo dõi nhé. Về cơ chế hoạt động thì chiếc máy này nó sẽ hút khí 360 độ thông qua những cái lỗ khí ở xung quanh thân máy nó nằm ở đây. Và khi mà vào bên trong rồi thì không khí nó sẽ đi qua hai lớp. Thứ nhất là màng lọc thô và thứ hai là màng lọc Nano Protect HEPA. Sẽ giúp giữ lại 99,97% các hạt siêu mịn nhỏ tới 0,003 micro và lọc chất gây dị ứng lên đến là 99,99%, đồng thời là virus. Không chỉ chặn các chất gây ô nhiễm mà còn sử dụng điện tích tĩnh điện để hút chúng lại và làm sạch không khí gấp 2 lần so với quá trình lọc HEPA H13 truyền thống. Và đồng thời là với hiệu suất năng lượng cao hơn, khả năng theo hãng thông tin là chưa đầy đến 17 phút thì không gian của chúng ta đã được lọc sạch rồi. Ok, bây giờ thì Linh sẽ làm một bài test nhỏ. Nhưng mà bài test này mọi người nó không có chính xác 100% đâu nha. Nó chỉ mang tính tương đối để chúng ta có thể tham khảo thôi. Ở đây thì Linh có một chiếc máy đo không khí. Và bây giờ thì Linh sẽ sử dụng chiếc máy này để check xem số lượng bụi PM2.5 trong phòng là như thế nào. Ok, đây. Rồi mình xem kết quả ha. Hiện tại kết quả mà Linh nhận được là 212 này mọi người. Đây, con số 212. Bây giờ thì Linh sẽ sử dụng chiếc máy lọc không khí này. Linh cho nó hoạt động ở chế độ turbo trong vòng 17 phút để mình xem kết quả lọc của nó như thế nào ha. Rồi, sau 17 phút, bây giờ Linh sẽ đo lại xem cái lượng bụi PM2.5 là như thế nào ha. Để xem kết quả. Nó giảm xuống khá là nhiều này mọi người. Bây giờ chỉ còn có 114 thôi. Đây là kết quả cho mọi người xem kỹ hơn này. Với kết quả như thế này thì tính ra máy lọc cũng khá là hiệu quả đó chứ ha.
Và không chỉ lọc tốt thôi đâu mọi người, với công suất lọc là 12W thì chiếc máy này nó còn tiết kiệm năng lượng gấp 2 lần. Bằng chứng là khi mà Linh cho máy lọc trong 8 tiếng ở chế độ trung bình á, thì tiền điện tiêu tốn chỉ có 120 đồng thôi. Về độ ồn thì cũng giống như là những chiếc máy khác. Chiếc máy này thì nó cũng có chế độ ngủ để phục vụ chúng ta có một giấc ngủ êm ái mà vẫn có thể tận hưởng được không khí sạch. Tuy nhiên là với cá nhân Linh nha, trong quá trình mà Linh trải nghiệm á, thì Linh thấy là khi mà chúng ta sử dụng chế độ lọc bình thường của chiếc máy này, tức là chế độ trung bình, thì máy hoạt động nó vẫn khá là êm. Thành ra nếu như mà các bạn có cần tập trung làm việc á, thì nó cũng không đến nỗi là ảnh hưởng tới chúng ta đâu. Mặc dù là hình dáng của nó nhỏ gọn như vậy thôi, thế nhưng mà nó vẫn đáp ứng được nhu cầu lọc cơ bản cho chúng ta, lại còn có app để mình điều khiển từ xa nữa. Tuy nhiên là với chiếc máy lọc này á, thì nó sẽ không có đèn báo hiển thị chất lượng không khí hay là chỉ số bụi, và cái phạm vi lọc của nó cũng khá là nhỏ. Thành ra Linh thấy thích hợp nhất là chúng ta vẫn nên dùng nó ở trong phòng ngủ hay là phòng làm việc của mình. Tại vì với những cái phòng này á, thì chúng ta sẽ không có những cái yêu cầu quá cao, thành ra là những cái gì mà chiếc máy này nó được trang bị thì cũng đã đủ để mình có thể xài được rồi. Chi tiết về giá của nó là bao nhiêu thì Linh sẽ để bên dưới phần mô tả, mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay thì hãy để lại một like và subscribe kênh, ủng hộ cho cả ekip của Điện Máy Xanh nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.